Solotons Finance Group là một công ty quy mô toàn cầu với hơn 18.000 nhân viên, có chi nhánh ở 80 nước và các công trình đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Đây là ông Eugène Freycinet, kỹ sư người Pháp, sinh ngày 13 tháng 7 năm 1879, mất ngày 8 tháng 6 năm 1962. Năm 1933, Eugène Freycinet phát minh ra công nghệ dự ứng lực, hay còn gọi là bê tông dự ứng lực. Đây được coi là cuộc cách mạng lớn nhất và quan trọng nhất trong lịch sử ngành xây dựng trên thế giới. Từ đó tới nay, rất nhiều công trình đã áp dụng kỹ thuật này, góp phần thay đổi giao thông cũng như sức chịu đựng của các công trình đô thị trên toàn thế giới. Freycinet Group mở văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1991. Năm 2003, công ty Freycinet Việt Nam được thành lập theo luật đầu tư nước ngoài với mục đích tham gia vào sự phát triển của ngành xây dựng trong cả nước. Ở Việt Nam, Freycinet rất có uy tín trong việc thực hiện nhiều công trình lớn. Indochina Plaza là một trong những công trình của Freycinet ở Việt Nam. Công trình Indochina Plaza bao gồm một tòa nhà văn phòng 16 tầng, hai tòa nhà chung cư 32 và 36 tầng. Tổng số vốn đầu tư toàn bộ của dự án vào khoảng 150 triệu đô la. Công trình Indochina Plaza dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2010. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành, công trình này sẽ là biểu tượng mới của Hà Nội và là một hình ảnh minh họa cho sự phát triển của Hà Nội nói riêng cũng như của Việt Nam nói chung. Vấn đề cốt lõi của chủ đầu tư trong công trình này là xây dựng khu liên hợp trong thời gian ngắn nhất với chất lượng cao nhất có thể. Mục tiêu là chu trình thi công từ 4 đến 5 ngày cho một tầng điển hình. Để đạt được mục tiêu trên, chủ đầu tư đã tổ chức mời thầu thiết kế và thi công trong các nhà thầu dự ứng lực đang hoạt động tại Việt Nam. Freycinet đã thắng thầu thiết kế và xây dựng, vượt qua các nhà thầu khác bằng thiết kế tối ưu với hệ dầm bẹt và hệ thống sàn phẳng, bố trí tối thiểu cốt thép thường chịu uốn, làm đẩy nhanh tốc độ xây dựng và rất tiết kiệm khi thi công. Để rút ngắn quá trình lắp đặt, tất cả các bó cáp ứng lực trước được chế tạo sẵn ở dưới bãi gia công, rồi sau đó được đưa lên cao bằng cần cầu tháp. Để đảm bảo phối hợp tốt với các công ty khác cùng tham gia thi công công trình, trước khi triển khai thi công, Freycinet tổ chức các buổi họp giới thiệu chi tiết quy trình phối hợp cũng như phân định rõ ràng trách nhiệm của các bên liên quan, giải quyết trước những vướng mắc có thể nảy sinh trong thi công. Trong khi Freycinet chế tạo cáp ứng lực trước trên bãi gia công, nhà thầu chính thi công cột vách, lắp dựng ván khuôn và cốt thép lưới dưới. Sau khi được bàn giao một khu vực hoàn thiện ván khuôn và thép lưới dưới, Freycinet bắt đầu đánh dấu vị trí đường cáp ứng lực trước và cầu các bó cáp chế tạo sẵn lên sàn, rồi lắp đặt vào vị trí. Các thiết bị và quy trình lắp đặt đã được tiêu chuẩn hóa để giúp cho việc quản lý chất lượng hiệu quả và tiến độ thi công nhanh nhất có thể. Với vai trò là nhà thiết kế, các kỹ sư trên hiện trường của Freycinet cũng giúp đỡ và kiểm tra việc lắp đặt cốt thép của nhà thầu chính nhằm đảm bảo việc thi công chính xác theo thiết kế của Freycinet. Trong suốt quá trình nhà thầu chính đổ bê tông, đội ngũ nhân viên của Freycinet luôn túc trực để đảm bảo bê tông được đầm kỹ khu vực đầu neo và xử lý ngay lập tức bất cứ chỗ rò rỉ nào để tránh các vấn đề về căng kéo cáp và bơm vữa bảo vệ sau này. Khâu căng kéo tạo ứng suất được thực hiện sát sao theo quy trình tính toán và đảm bảo chất lượng đã định trước. Trong công trình này, căng kéo theo giai đoạn được tính toán kỹ lưỡng và được áp dụng để ngăn việc xuất hiện các vết nứt với số lượng cốt thép tối thiểu. Căng kéo lần 1 được tiến hành trong vòng 24 giờ để tránh nứt sớm do co ngót. Việc tạo ứng suất lần cuối cùng được tiến hành khi bê tông đạt cường độ 30 MPa. Việc bơm vữa được thực hiện rất cẩn thận vì đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất, quyết định chất lượng lâu dài của công trình. Vữa không co ngót được sử dụng cấp phối trộn thử và các thí nghiệm được tiến hành trước khi triển khai bơm vữa đại trà. Một loạt các thí nghiệm hiện trường khác cũng được thực hiện trong quá trình bơm vữa. Với kinh nghiệm dày dặn hơn 60 năm trong lĩnh vực thiết kế và thi công dự ứng lực, Freycinet cân nhắc thiết kế chi tiết và điều chỉnh quy trình lắp đặt cho phù hợp với yêu cầu của công trình Indochina Plaza với tiến độ thi công nhanh hơn và tiết kiệm hơn, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cao của công trình. Công nghệ dự ứng lực làm giảm thải khí CO2 nhờ sử dụng ít vật liệu hơn, thân thiện với môi trường hơn. Công nghệ dự ứng lực kinh tế hơn và giúp tiến độ thi công nhanh hơn. Đây chắc chắn sẽ là xu hướng mới cho ngành xây dựng. Dịch vụ thiết kế và xây dựng của Freycinet sẽ mang đến giải pháp tối ưu cho công trình của bạn, cả về mặt kinh tế, chất lượng và thời gian thi công.